đi nhóm xong từ block muối để tôi nồng nà đã nơi lư đây về tây thái để tìm đi nơi cái hai cái xe sát university đã chưa từng bon này từng bận đông này sạc con chia lại nên nông về tây thái nên đi công bằng cọ đi để cái xe sát university này cứ miên sạc con để chia lại hàng thì ra cả dịch cam và cứ biến department để tôi hướng cả dịch cam và nâng một nhóm này cứ chia sẻ con chia lại cả dịch cam và lúc này nâng nông tập ná này nhóm ở xôm nông lúc này để tôi hướng ta nơi tình trọng kia này là biết lifestyle để tôi hướng tụt ca luôn nơi đồ bỏ chỉ cho nó đi trong bằng co của tôi chia sơ sơ lá để nơi điện thì chúng ta mới lại là những mấy tài chẳng nhóm xóm ở hai bên ông to to cái tẹt tôn đang tẹt tôn đang tầm nào nên đón lời tiết đang cho hàng muối hàng gì đấy bông bài vậy bài thì cẳng tin bông sắt cẳng tin bông sắt và tập lại xong rồi mới tập lại thu lại là sài pram sài sấp bạc và chẳng đăng tha hàng nước nông mà hàng nước biến ít lắm chẳng sông sông tan tan ốc nước nông bị đổ đi giặt hết được mọi thứ còn và hôm chừng ngay ông bị tay sông than cứ mà hôm chừng ngay ta lôi tay thấy anh em ai lo tiền và bộ đã miết rồi nắng nắng miên à chân bờ dương cất chỉ lối mái và hai chia trăm quan tới một mũi quan tay vẫn nọc và nào hộp cán hộp pi can đấy rồi lấy nếu cứ mau hai chia một mũi và lấy nhông nâng một hàng với hai bàn chân là nông hàng đấy nhưng mà cảm giác cứ sập sập tràn thì đi và cứ